Vâng, nhà Đất Hòa Hiệp xin kính chào quý vị. Xin giới thiệu quý anh chị một lô đất có diện tích là 2000 m² với chiều ngang của mặt tiền đường đá này được 60 m nha quý vị. 60 m mặt tiền đường đá này. Đây khu dân cư nhà Thái, người ta đang xây nhà máy Thái các kiểu. Quá ok không? Con đường này sắp chuẩn bị trải nhựa luôn quý vị ha. Thì cái lô đất là tới đây này. Rồi, lô đất tới ngay trụ điện này nha quý vị. Lô đất tới ngay trụ điện này. Thì cái lô đất này được chào bán mức giá là 760 triệu. Hai xào đất đỏ ba gian. Cái này có sổ chưa? Ở bên nhận và bao ra sổ nha quý vị. 760 triệu. Xung quanh là khu dân cư đông khá đông. Cách từ đây ra tỉnh lộ của 329 khoảng tầm 600 m quý vị ha. Nhà nước này. Mới khá hay. Quá đẹp. Đất đỏ ba gian. Màu mỡ quá tuyệt vời. Ngay đây có cái cũng kiểu có cái ngã ba đúng không? Đất này cũng có hai mặt đường, đường bên kia nhưng mà đường thì dân cũng được 60 m mặt tiền à? 70 60 trên 60 m mặt tiền luôn. Giá 760 triệu, có bớt chút lọc cho quý anh chị để làm thiện chí mua. Thì bao ra sổ nha quý vị. Nói chung là sổ đỏ đầy đủ hết. Ok, xin kính chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Quý anh chị nào mua lô đất thì liên hệ cho anh Trung nhé. Tỷ 60 ạ.